Hello, chào mọi người. Hôm nay sẽ đến một cái tựa game mới. Một cái tựa game này nó có lẽ rất nhiều người biết cái tựa game này là tựa game gì rồi, thì mình cũng mới biết gần đây thôi. Đó là cái tựa game Mini War. Mình nghe nói là cái con game này nó rất là giống Minecraft, mà mình cũng thấy ở trên Steam. 30.000 thôi, đây là mình mua mình chơi thử. Mà thực sự mình biết là game này có bản miễn phí và có bản chơi trên điện thoại cơ, nhưng mà mình cứ mua bản trên Steam có 30.000 thôi. Mới mua xong rồi mình rủ ông Hiệp vào chơi cùng em nào, xem nó có giống thật sự có giống Minecraft không hay là như nào. Mình chưa thử bao giờ, mình chưa biết cái con thậm chí chưa biết cái cách tạo phòng của cái game này cơ. Hay là mình vừa vào nó thấy một đống quà, mình nhận quà các thứ xong mình được cái trang phục này. Đó, cái trang phục còn map mấy cái tên vẫn chưa hiểu lắm nên là giờ mình sẽ rủ ông Hiệp vào chơi cùng và mình sẽ tìm cách tạo phòng. À đây thôi, thấy ông online rồi này. Ok, để tôi thử tạo phòng nhá. Tạo đi, xem mời kiểu gì, xem tạo kiểu đẹp là chế độ đéo gì nhỉ. Con địa hình ngẫu nhiên này, dài vô hạn này, rộng vô hạn này, tất cả đều có này, từng kha mà các thứ đều có, là quái vật có này, tài nguyên vun ginh này, cái đéo không hiểu lắm. Mình cứ chọn tầm nhìn xa mạnh chế độ cài đặt mạnh điện thoại ít ra chế độ cổ điển, cái độ bậc hạn, địa hình bằng phẳng, địa hình không có. Ok, chế độ mạo hiểm nhá. Đây rồi, tôi vào game rồi này. Có mời hay không? À đây có cái mở phòng nhiều người chơi này. Có nước mời không? Hình như không có. Tôi cho phép 6 người chơi này. Ông thử join phòng tôi nha. Ừ. Mật khẩu. Ui, đây là gì? UID của phòng ấy. UID á? UID cái đéo gì? Của phòng ấy. Ở đây là bắt này. Từ từ. Ông vào cái phần bạn bè ông join vào được mà. Ông sao bạn bè không có join được không? Đây là con nhân vật của mình. Cái nút ấn nó cũng như Minecraft thôi. Con game này mình lỗi, mình có thể chơi qua một mật khẩu ấy. Mật khẩu ấy. Một khẩu là 4 số 0. Này nhìn con nhân vật cung teo ấy. Vừa vào nó cho mình mấy cái rìu với cả mấy cuốc này. Mình có chơi qua thử, lúc nãy mình chơi thử một đoạn rồi. Nhìn nhân vật cung teo. Ông đâu rồi? Ông vào game chưa? À đây rồi, đây Hiệp rồi, Đâu Hiệp. Đánh nhau được không? Kéo cái cái. Ờ không đánh nhau được. Đây ơi, ông Hiệp đây rồi. Cái nhân vật trong này nó nhìn nó cũng ten trong Minecraft nhỉ, đúng không? Ông ấy F5. Ông đang ở góc nhìn thứ 3, góc nhìn thứ nhất đấy. Ông ở góc nhìn thứ 3, góc nhìn thứ nhất đấy. Thứ nhất thì ông ấn F5 là ông chỉnh sang góc nhìn thứ 3 ấy. Còn F5 ở giữa nó chỉnh vào cái mặt ông. Ông F5 để chỉnh góc nhìn. Thấy chưa? Thấy chưa? Sao cũng gầm mạng đất đấy. Kéo vậy. Cái game này chắc không giống Minecraft thôi. Nên là mới vào mình được cái game này nó mới vào nó cho mình 3 miếng thịt. À cho quần áo này. Ông mặc vào đi, có ông này quần có quần áo kìa. Ấn nào để bật inventory trong game này nhỉ? Ấn nào nhỉ? À đó. B. Ấn B để bật inventory không mày? Có quần áo này mặc qua đi. Hiệp ơi. Ừ, quần áo mặc qua đi. Ấn B để bật inventory. Đấy, đội vào. Nhìn game này đấy. Đó, con gà này. Cái đâu gà? Có cái gì này không ạ?
Cái game này nó có nhiều cái nó khác với Minecraft. Để coi để góc nhìn thứ nhất đi, vẽ góc nhìn 3.000 khó. Ừ, để góc nhìn nhất đi. Chỉ có lúc nào ấy thì mình muốn gọi là mình muốn nhìn nhân vật của mình thì mình không nhìn ba thôi. Bây giờ đi. Đi thôi ông ơi. À, bây giờ chặt cây đi, ông chặt cây để đi lấy đá. Bây giờ phải có cây mới đá. Chặt cây thì ông dùng rìu nhá, còn đá thì ông dùng cuốc. Cái này chắc ai cũng biết. Game này nói chung là đúng là giống Minecraft thật, nhưng mà nhìn nó, cái đồ họa nó kiểu hoạt hình hơn. Đồ họa nó thiên về kiểu hoạt hình. Ông Hiệp này cũng không biết chơi Minecraft đâu, ông chặt cây của này nên không biết chơi rồi. Chặt để tôi thử chế độ, mà chế độ nào nhỉ? Học thành này. Tôi chưa biết chế độ trong cái game này nhầm luôn đấy nhá. Chế độ nào nhỉ? Trong Minecraft là nó có cái bảng chế độ mà trong cái cái ấy này, nhưng mà trong này không biết chế độ của gì. Gỗ bạch dương à? Chế nào nhỉ? À, thành được rồi à? À đấy, à tôi có đá này, à cho tôi ít gỗ, tôi chắc là hình như là chế đồ trong này nó không phải là sắp xếp như trong game kia đâu, mà nó là khi kiếm đủ đồ thì ông sẽ chế được. Ở đây có cái đéo này này, tổ chim à? What? ổ gà, chẳng biết làm gì. Ông chặt cái cây nhá, ông nhớ chặt hết đấy, ông nhặt cắt cái cây này, có mấy cái bên trên này ông phải chặt hết nhá. Đấy, chặt hết đi. Ông để dư à nó. Không hiểu. Chặt được hai cái bên dưới thôi ông đi. Ông chặt hết này nó rơi ra mầm. À đây có con chó này ông ơi. Con chó này hình như là ông có cho nó ăn xương, ông cho ăn xương thì nó sẽ đi theo mình ấy. Lấy được xương mà cho. Giết cái con quái vật, chắc giết quái vật trong Minecraft thì nó giết quái vật nó ra xương, trong này tôi không biết. Bây giờ ông muốn bê lên. Chỉnh sang cái hợp thành này này. Ông chế đồ thì ông phải ấn sang cái hợp thành. Nó có cái gỗ cây ăn quả này. Chế tạo. Đấy, chế tạo nó sẽ ra một đống đồ này, dương dụng cụ này để là hình như để chế đồ đấy không ạ? Sao mình ngắm thứ lung tung cái này, mình đéo hiểu lắm. Cái game này mình vẫn chưa biết cái cách chơi nó nhào à? Anh làm gì anh? Đã đói đâu đâu. Chạm hết đi. À đây chế tạo, tôi chế được cái dương dụng cụ này không ạ? À, đặt ra đây. Đấy. À đi vào ấn chuột phải cũng giống Minecraft. Đi vào ấn chuột phải đâu có thể chế được trang bị này. Đây, chế được đồ này. Chén gỗ này. Trang bị này. Hai khối đá này. Đấy, gỗ. Đá đâu nhỉ? Tìm toàn cây ở đây. Đây mình cái này mình chưa chế được rồi. 4 đá. Bây giờ mình phải chế một ít cành cây. À mình chế được cái ráo này, tôi chế được ráo rồi ông ơi. Chất chơi rồi Hiệp ơi. Thịt đẹp ở đây. Chắc ông Hiệp ơi, Hiệp ơi. Hiệp ơi. Có mấy con gà dưới này anh. Hiệp ơi, nhìn này. Có bản đồ, à, may game này có bản đồ. Ừ, game này có bản đồ mà nó không như Minecraft đâu, game Minecraft nó có bản đồ khổ quái. Đi lạc nào mà chết rồi. Đây có gà này. À, đây có kiều này ông ơi. Đang lên lại đây. Không đâu rồi, đây này, tôi đây này. Đây mà, Hiệp ơi. Ô Hiệp. Đâu? Nhìn tôi này, đây. Đây cơ mà, nhìn nó Hiệp. Nhìn cùng theo lại cất. Bàn chế độ đâu nhỉ? Đây, bàn chế độ tôi đang cầm theo rồi. À, bây giờ mình đi kiếm chỗ để mình xây nhà hả? Nhìn nó cầm giáo chưa? Từ. Ôi đi kia, tao mất. Từ. Ngừng mặt lên để tôi xem nào. Ngừng mặt lên. Ngừng mặt, ngừng hẳn cao lên. Ngừng vừa thôi. Ngừng giống tôi rồi.
đấy rồi chụp ảnh cái nhìn con kia mình đúng là chỉ là cái nhân vật cute vãi cứt này. Bây giờ mình phải xây nhà đi, trời sắp tối rồi. À nếu mà giống trong Minecraft thì bây giờ mình phải giết kiều, mình phải giết tầm 6 con kiều để lấy lông không ơi, giết kiều để lấy lông thì mình mới làm được giường đúng không nhở? Tôi chả nhớ nữa mà sao tôi ở dưới này này. Xuống hang sống nhanh kiều đâu rồi nhở? Bây giờ mình đi kìm kiều đi, mình giết kiều lấy lông mắng quên mất kiều ấy như đoạn lúc ấy mình đi ấy. Gà đây gà không cần kiều chứ ăn mình kiều đâu hết rồi, chết rồi, trời tối rồi mà không thấy kiều đâu. Không biết là có đúng giống trong Minecraft là thiết kiều để lấy len để làm tường không, chết mẹ là mình kiều đâu hết rồi. Ông nhìn xem có kiều không thiết nhá. Ở đây tôi thấy một con rồi. Có con trâu thôi. Rồi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Một con này. Dạ có kiều có trâu. Len à, trắng rồi. Có kiều mà. Thấy con kiều à? Ừ kiều ấy, thiết đi. Thấy kiều thì giết đuổi luôn. Đuổi nó. Có hai con đây anh. Ừ giết đi. Thấy là cứ giết thôi. Giết ông giết khoảng 3 con, tôi giết 3 con là đủ làm hai cái giường. Cái game này không biết nó có lưu. Ủa cái nước trong game này rất đẹp nhá. Nước trong game này nó không giống nước trong Minecraft, nước trong vắt. Để mãi. Để đồ họa phản chiếu mà. Đéo nhìn thấy mặt mình dưới nước. Cái đéo tôi nhìn nó con tê giác thì đéo hiểu. Trong game này nó giống con thú vật lạ vậy. Ui. Chơi tối mẹ ông ơi. Mẹ ơi. Chế cái ấy. Ui chết rồi, trời tối rồi ông ơi. Bây giờ lấy đâu một cái len nữa đây. Con này thì có len không nhỉ? Hay con này chỉ là thịt thợ nó húc lắm. Đánh nó húc cho phát thì đúng là lên bảng. À đây rồi. Nhặt được giết được 3 con kiều này. Ờ thế ok rồi đấy. Có 3 cái len chưa? Ông nhìn trong phòng đồ ông có đủ 3 cái len chưa? Hả? Đùi dê sống len trắng này. Đây rồi. 3 cái. Ok. Bây giờ vào trong cái này, chế được cái giường, chế cái giường. Vào ông ấn chuột phải vào cái này, chuột phải. Có cái giường này, chế cái giường đi. Chờ nó một tí ta. Ôi thôi chết rồi. Quái vật đến. Có mặt là này. Ok, chết rồi. Ui, quái vật kìa ông ơi. Bây giờ mình phải nhanh lên, không đánh bây giờ. Chứ đường rồi, thế chạy khỏi chỗ này á. Quái vật đông quá, chạy ạ. Có đường rồi. Bây giờ mình đào tạm cái hố để mình chui vào, đào tạm một cái hốc để mình chui vào đi. Thôi, đào tạm cái hốc để mình chui vào. Kiếm cái chỗ vào đi, đào tạm cái hốc. Chứ cái hốc đào đâu đấy nhỉ? nhanh phải quay mặt ra đánh ấy. Đào cùng tôi nhanh lên đi, cái hốc là con nước ạ. À. Ở đâu cái là đá không phải nước. Nếu hiểu thì ráo chọc đất rồi, nếu hiểu. Ok có cái hốc rồi, mình chui vào rồi. Đây này, đào dưới này này, ông ơi, sóc đào cũng gì đấy. Đây, xuống dưới này, đào rộng ra, xuống dưới này, đào rộng ra, ông, xuống dưới kia, đào rộng ra. Đi. Ông làm gì đấy, xuống hẳn dưới này này, xuống hẳn dưới lỗ này này. Đào rộng ra để mình đặt hai cái giường mình ngủ. Cái gì? Nghe nhạc. Cái gì nghe nhạc? What the fuck? Nhạc hay thế. Có nhạc ở đấy. Đào rộng ra để mình lấy chỗ mình ấy. Đào rộng ra để mình lấy chỗ mình tập giường. Mình ngủ cái. Mình ngủ một giấc để tính. Đang dinh cô béo ấy. Có dinh cô béo, what the fuck?
Thôi có hết, tôi thấy nhà đủ đấy. Làm nó mấy cái này đi. Ok được rồi. Đặt giường ấy, đặt đặt hai cái giường ha, đặt hai cái giường ngủ đi. Đấy, nằm bên giường ngủ đi. Ngủ sáng mai dậy. Châu quái vật đứng ngoài kia đang ngắm mình kìa, ngoài này. Hello mày, ôi đi, nó xuống rồi, đánh nó, đánh nó. Mày quá, thôi đập giường đi. Mình đi chỗ khác mình làm nhà sau. Qua một đêm rồi. Thế mày nói chung nó cũng giống Minecraft thôi, gần giống như Minecraft, không khác gì thì. Ông lấy cái gì cũng đập ấy, cho nó nhanh. Ông lấy cái cuốc đập không? Đâu? Rìu đâu? Rìu đâu không đập lên đấy, cái cuốc đập lại nếu hiểu. Bây giờ mình đi kiếm cái chỗ nào đẹp đẹp mình làm nhà đi. Rìu tớ. Cháu hiểu sao có nhạc rìu tớ bèo. Tôi nhạc, nhạc bình thường, tôi nhạc bình thường, what the fuck. Con đéo gì này? Con gì đây? Tôi nghĩ nó đánh mình đấy. Đi, đánh mình thật ạ. Con, bù nào cũng chết, bù nào cũng chết. Tôi nhạc đường này, à mía, mía, mía. Ô, đằng kia có cái khu đẹp vãi không ạ? Ui, nhìn lên đây cảnh đẹp thế này. Đi đằng kia kìa, hoa anh đào kìa. Cái nhà nó đây, xây đây à? Ừ, cảnh ấy đẹp lắm. Xây xây nhà đây đi. Xây xây nhà đây, xây nhà dưới kia. Đây nhà cạnh hồ đi, nhà cạnh hồ đi. Xây nhà cạnh hồ đi. Bây giờ dọn bớt. Từ từ á, để tôi đặt cái đặt cái ô cái bàn chế tạo đâu rồi? Bàn chế tạo ông cầm à? Ông muốn bê lên đặt cái bàn chế tạo ra, đặt cái bàn chế tạo ra, đây mình chế tạo ạ. Bê lên tìm có bàn chế tạo trong hòm đồ ông ấy, ông cầm ấy, chắc là ông cầm thôi. Không có. Có mà, lúc ấy đập ra là ông cầm. Tôi đang bơi ở dưới này này. Đấy, đặt ta. Bây giờ mình sẽ xây một cái nhà thì đầu tiên mình đi chặt gỗ. Nói chung là chế hết đi. Có bao nhiêu gỗ trong người ông chế hết ra nhá. Có lò luyện này. Có lò luyện này để sau, bây giờ mình chưa cần giống đến. Lò luyện này để giống sắt. À, lò luyện này mình có để giống đồ đó. Mình chế một cái á, để tôi chế một cái thôi. Không có để đấy. Còn ông chế một cái giáo đi. Ông chế ra hai, ông chế một ít stick với cả một cái giáo đi. Còn tôi sẽ chế quốc gỗ này, quốc kim đá. Mình phải chế một ít khu nhỏ. Nhiều. Bây giờ tôi sẽ chế một cái rìu đá này, chế đồ đá đi, đồ gỗ mất đi. Giờ không cần đồ gỗ đó. Rồi nào còn dùng đồ gỗ, đúng phật. Ok rồi đấy, có đồ đá rồi. Đồ gỗ này vứt xứ đi. Giờ tao không cần máy nữa. Vứt trong sông này. Đá. Rồi, ok. Cái ổ quà này không biết để làm gì. Ok. Cái gì đấy? Cho gì đấy? Vứt không gì? Cái gì cơ? Vứt ông ấn vào cái inventory, ông vứt nó ra ngoài nè, trong PBG đấy. Để dọn cái chỗ đất này để lấy chỗ xây nhà, mình xây cái nhà đẹp đẹp tí, trông sống nó thoải mái, được gì. Dọn cái chỗ này đi, dọn chỗ này cho bằng phẳng, mình sống cho thoải mái. Ok, thế thôi. Bây giờ ông làm cho gì? Ông chế cái bàn này làm gì? Ô kìa, ông chế bàn làm gì vậy? Trời ơi à. Tiệt. Không hiểu, tôi đi dạy học à. Bây giờ mình đi chặt cây đi. Có mấy cái gỗ này là có phải là gỗ màu hồng nhỉ? Từ từ nhá.
Ok, giết kêu ông đi, để kêu ấy. Giết ông đi. Đừng 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 để đừng 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 chặt mấy nhiều cây quá, nhiều cây đấy để dành đi. Dành đấy chặt. Cây đẹp hay sao? Cây đẹp này để dành. Nó cũng hoành đào này. Chặt. Thì chặt cây ra cũng hoành đào phải không ạ? Cũ hoành đào hình như nó màu hồng. Có khi mình xây nhà cũ hoành đào cho đẹp. Cây bực mà cái này nó có bị mắc lên trên lanh lá có chịu nhỉ? Hy vọng nó sẽ rơi tan nhánh. À, ông chặt cây xong ấy nó có rơi ra cái nhánh cây ấy, không ạ? Nó rơi ra nhánh cây thì ông có thể trồng trồng để nó ra cây khác. Trồng nhà không nhỉ? Bỏ một cuốc đất lên mới trồng được nhá. Mình nhớ nó trồng được mà sao nó không trồng được nhỉ? Hay là phải đúng vùng đất. Trồng nhà không nhỉ? Sao không muốn trồng được nhỉ? Hay phải thử cuốc đất em nào. Ui mình đang cần sắp bị đói này kìa ông kìa. Làm sao nấu rồi? Có lò luyện chưa? Có rồi. Đặt tay. Đây đặt tay. Đấy. Bây giờ lò luyện thì ông cho thức ăn vào đi, ông cho. Cho thức ăn mới cả cho gỗ vào sao ấy. Đó, nó hướng thế nào tôi chả biết. Cho gỗ vào đó thành than ấy. Cho thức ăn vào thôi, xong ấn vào cái gỗ. Mình có thể đi kiếm than nữa. Xong rồi mình đi đào than đi. Bây giờ tôi thử khuốc đất này, tôi thử trồng lại cây mà. Sao lại không trồng lại cây nhỉ? Không được. Ăn gì à? Làm nào trồng lại cây? Không hiểu lắm. Có miếng thịt ở trong kia ăn đi. Bứt đây cho nó có bọc lại. Khổ. Hy vọng nó bọc lại. Đâu? Ok. Tôi còn 2 miếng thịt này. Thôi bây giờ đi xem nào. Có bao nhiêu gỗ rồi. Cái gì ấy? Tiếng gì ấy? Tiếng ăn. Vậy thật là tiếng ăn, có tưởng là có thằng nào đến nó đánh mình. Tôi nhận là tôi chế được miếng gỗ anh đào. Miếng gỗ anh đào khác gì miếng gỗ thường? Miếng gỗ anh đào nó cũng chả khác miếng gỗ thường ạ. Bây giờ mình xây nhà đi. Bây giờ mình xây tạm một cái nhà nhỏ nhỏ thôi. Tạm thời cái nhà nhỏ nhỏ nhé. Amen. Bây giờ mình xây tạm một cái nhà từ góc này. Mới ra đi. Xây tạm cái nhà nhỏ nhỏ ở đây thôi. Thôi đừng đào nữa để tôi xây.
Mình cũng chẳng thèm để ý ô ủng người đâu. Chà, nè rộng bao nhiêu rộng. Được, xong xây rồi. Chứ mày đéo chơi được cái trò nhảy nhảy xây giống kiểu Minecraft. Phải thích đấy. Ông đi chặt thêm gỗ đi. Chết mẹ gỗ rồi. Tạm thời này nằm ngủ, ông ngủ ông này. Không quái vật lại ra rồi. Ăn ăn. Cửa. Chưa chưa làm được nãy cửa. Như cửa xong. Rồi mình tôi đặt cái giường rồi tôi nằm ngủ. Giường tôi bên này nhá, đừng có nằm tranh giường của nhau nhá, nằm tranh giường của đây nhau rồi. Là dễ bị ấy lắm ấy. Hả? Cửa đấy rồi. Ơ, con nạc đáng thích thật đấy. Làm nào ghi chữ lên cái này ấy, ông ơi, làm nào ghi chữ lên đấy. Ấn vào. Ấn vào được đâu. Enter, à, ấn vào hiện chữ ở dưới, cứ viết vào là dưới mà. Đâu, tôi có thể hiện chữ gì không? Chỉ vào. Đó, đó. Có thấy đâu. Sao tôi không thấy nhỉ? Ấn vào cái này nhé. Ấn. Cái gì vậy? Mưa rồi ông ơi, rồi khốn nạn thân tôi rồi. Đâu nhưng mà tôi không thấy. Ấn đi, ấn nút tay à? Không được, không thấy đâu. Thôi ông đi được không? Ông đi thành giường của Mạnh đi. Đánh dấu hai cái giường ra cho đỡ nhầm lẫn với nhau. Đó. Giường đây ông ghi là giường Mạnh, còn giường này ông ghi là giường Hiệp. Cách nhau cô thì cách nhau cô. Một cái giường ông kia giường của Mạnh, một cái giường ông kia giường của Hiệp. Đây này, thấy lại đây này ông ơi. Này, đấy, ông ghi vô cái này đi. Ủa, sao đi chuyển được. À đây, thấy rồi. Lúc mà đặt ra được ạ. Rồi, đấy, Hiệp, bên này ông ghi chữ Hiệp à. Mưa mẹ rồi, nước mưa mình có được ngủ không nhỉ? Vẫn ngủ ai? Ngủ rồi ai? Ngủ đi. Rồi. Trời mưa như thiên hiệu quái vật kia. Quái vật đứng ngay đây mà ngủ ạ, à, em hiểu. nhòn này. Trời mưa, nhìn trời mưa ở đây nó. Nhìn trời mưa ở đây nó kiểu ấy nhỉ? Thì trời cửa. Tối om rồi nhìn ghê máy. Để xây lại cửa. Về đi chặt thêm gỗ đi, xây cửa này được rồi mà. Cửa này được rồi, đi chặt thêm gỗ đi. À, gỗ. Quan trọng là đi chặt thêm gỗ. Gỗ đây cũng được.